Chào mừng các bạn đến với kênh Tiến Tài của mình. Kênh Tiến Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như trải nghiệm về những sản phẩm mới, những công nghệ mới được áp dụng vào lĩnh vực xe máy của mình. Vâng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi về chủ đề cảm biến MAB. Hay bạn, video trước chúng ta đã đi một phần của cảm biến MAB rồi. Thì video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại ha các bạn, cũng như là các bạn nhìn trên thiết bị chẩn đoán lỗi Smart Tool 2 thì các bạn sẽ biết luôn là cảm biến MAB đó còn tốt hay không tốt, cảm biến MAB đó bị chập dây hay bị đứt dây ha các bạn, rất là nhanh ha. Nếu các bạn xem video trước á, thì chúng ta mấu chốt lại là cảm biến MAB sẽ có hai đầu mút cho các bạn để nhìn là nó trạng thái cao và trạng thái thấp, thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái đoạn đó để giới hạn lại ha. Còn để xác định được chập dây hay đứt dây dựa trên máy Smart Tool 2 á, thì cái video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ha các bạn. Vâng, trong quá trình xem video mà các bạn không hiểu cũng như cần thắc mắc gì muốn giải đáp thì các bạn có thể điện thoại cho mình hoặc nhắn tin qua số điện thoại hay là Zalo số 0964168131 giúp mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Trong quá trình xem video, các bạn thấy video có hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình ha. Kế bên nút đăng ký thì sẽ có cái quả chuông, các bạn sẽ chọn cái phần trên cùng để khi mình phát video lên thì các bạn có thể là cập nhật cái phần kiến thức mới nhất, nhanh nhất, giúp cho cái công việc của mình ngày càng trở nên thuận tiện và dễ hơn ha các bạn. Rồi, mời các bạn xem video ha. Video hôm nay sẽ tiếp tục bài trước là cảm biến MAB. Rồi, mời các bạn xem video. Bài trước của chúng ta đã tìm hiểu tới cái phần là vai trò của cảm biến MAB nó như thế nào rồi ha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu ha. Giống như là bài trước thì chúng ta sẽ biết được cái MAB, cái độ đàn hồi kém hay là MAB còn tốt nó như thế nào, thì nó cho ra giá trị ra làm sao thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cái bài là cảm biến MAB ha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái biểu đồ. Trục tung của chúng ta thể hiện là giá trị điện áp ha các bạn. Và trục quanh của chúng ta sẽ thể hiện là giá trị áp suất ha. Và một cái biểu đồ đi như thế này ha các bạn. Thì thấp nhất của chúng ta đó chính là áp suất thấp, áp suất cao ha. Và các bạn sẽ thấy này, áp suất thấp của chúng ta thấp nhất khoảng là 13K3 và cao nhất lên 120K3 ha các bạn. Và điện áp của chúng ta là 0.5V đến là 341V ha các bạn. Một biểu đồ để thể hiện giá trị áp suất MAB ha các bạn. Tiếp theo, đây, trên thông số của dòng xe Honda, phần này là khá là quan trọng. Các bạn có thể là lấy bút viết nốt lại giúp mình phần này ha. Phần này giúp cho các bạn nhìn trên thông số của máy Smart Tool 2 sẽ là nhanh chóng hơn ha các bạn. Dựa vào những thông số như thế này, từ những thông số, từ những cảm biến giúp cho các bạn nhìn vào thông số sẽ biết được cảm biến nó như thế nào ha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thông số cảm biến MAB của Honda ở chế độ Ranti thì các bạn lưu ý sẽ dao động từ 35K3 đến 99K3. Luôn dao động liên tục ha các bạn. Có nghĩa đối với thông số MAB trên máy chẩn đoán lỗi Smart Tool 2 thì các bạn để ý giúp mình là dao động từ 35K3 đến 99K3 ha các bạn. Và khi tải cao thì sẽ nằm ở 99K3. Ha. Một thông số rất là quan trọng đối với cảm biến MAB trên dòng xe Honda ha các bạn.
Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các thông số còn lại. Rồi, các bạn sẽ thấy các thông số còn lại là của xe Yamaha nè, SVM nè, Piaggio nè, Kimco. Thì giá trị Ranti của dòng xe này từ 35K3 đến 39K3 là giá trị cố định, và khi tải cao sẽ lên 99K3 ha các bạn. Những thông số rất là quan trọng cho các bạn muốn nâng cao cái trình độ khi nhìn máy Smart Tool, biết xe bị gì, trạng thái như thế nào, thì những thông số như thế này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều ha. Các bạn có thể note lại những thông số này ha các bạn. Tại vì trong quá trình mình đi bàn giao máy Smart Tool 2 á, trong quá trình hiện tại mình đang bàn giao máy Smart Tool 2 tận nơi cho các bạn luôn. Các bạn có nhu cầu sử dụng máy Smart Tool 2 ở khu vực miền Nam hoặc là lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ tới bàn giao trực tiếp. Mình bàn giao những cái thông số này thì chắc chắn các bạn sẽ không nhớ đâu, tại vì rất là nhiều thông số mà mình nói qua một lần thì các bạn sẽ không nhớ. Thì cách hữu hiệu nhất á, các bạn cứ việc lên YouTube giúp mình kênh Tiến Tài FP, các bạn xem những cái thông số chỉ số như thế này là rất là quan trọng. Hôm nay mình xem một video thôi, xong rồi mình nhớ những thông số như thế này thì ngày sau các bạn xem video khác các bạn sẽ nhớ thêm những thông số khác. Nói nôm na là một ngày mình chỉ xem một thông số thôi thì dần cái phần mà kinh nghiệm xem máy chẩn đoán Smart Tool 2, những thông số trên đó các bạn sẽ ngày càng giỏi hơn nha các bạn. Cũng giống như ông bà mình nói là văn ôn võ luyện, thông số mà muốn các bạn nhớ được thông số thì bắt buộc các bạn phải hàng ngày các bạn phải tiếp tục tiếp cận với thông số này ha. Có nghĩa hàng ngày chúng ta học võ luyện, có nghĩa là tay nghề của các bạn muốn tay lên nghề sửa xe điêu luyện hay không thì hàng ngày các bạn phải tiếp xúc. Giống như những anh em thợ chia sẻ là làm máy, chuyên về làm máy đi, thì các anh có thể là xe chạy tới cửa hàng của mình là biết xe nó bị gì đó, tại vì các anh qua chạm liên tục, thì những thông số này cũng giống như vậy thôi các bạn ha. Các bạn qua chạm liên tục thì nhìn vô biết xe này bị gì, nhìn vô xe kia bị gì là các bạn nhìn ngay lập tức ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu ha. Chú ý, khi cảm biến MAB bị lỗi không ảnh hưởng đến việc mắc xăng và mắc lửa. Thưa các bạn lưu ý trong trường hợp này, cảm biến MAB bị lỗi sẽ không gây ra tình trạng mắc xăng và mắc lửa ha. Một số anh em thợ gọi tới mình hỏi Tài ơi, cảm biến MAB nó bị hư rồi thì nó có ảnh hưởng tới phần mắc xăng mắc lửa hay không Tài, hay là máy hiện tại là trên xe anh đề không có xăng không có lửa mà anh thấy cảm biến MAB nó bị đứt dây, thì cảm biến MAB nó có gây ra tình trạng mắc xăng mắc lửa không Tài ơi? Mình nói luôn là không có nha các bạn. MAB không gây ra tình trạng mắc xăng mắc lửa, mà nó chỉ gây ra tình trạng là xăng nhiều hay xăng ít. Các bạn lưu ý phần này ha. Tóm lại các bạn, bây giờ mình sẽ tóm lại cho các bạn cái bài rất là giá trị nằm ở ngay phần tóm lại nha. Mấu chốt ở phần tóm lại. Khi động cơ, các bạn sẽ để ý, khi động cơ chạy ở chế độ Ranti thì MAB của chúng ta dao động khoảng là 34K3 và giá trị điện áp của chúng ta đạt khoảng là hơn 1000mV. Và khi động cơ chạy ở chế độ tải cao thì sẽ đạt được cái giá trị là 98K3 và điện áp của chúng ta sẽ là 2.8/2.8mV. Hai thông số này các bạn nhớ giùm mình. Hai video mình làm chỉ rút gọn lại hai thông số này thôi là mấu chốt ha. Chế độ Ranti khoảng hơn 1000mV và chế độ tải cao khoảng 2800mV giúp mình ha các bạn. Khi đoạn mạch, các bạn sẽ thấy đây, đoạn mạch
MAB bị đoạn mạch có nghĩa là hở mạch. Hở mạch ở đây thì bao gồm là mạch nguồn 5V hở ngay tại vị trí này ha các bạn. Tiếp theo, đoạn mạch dây tín hiệu gửi về ECM cũng gọi là đoạn mạch ha các bạn. Mạch dây về mát cảm biến SG cũng gọi là đoạn mạch ha. Và cảm biến MAB này bị hư hoặc là bị rút ra cũng gọi là đoạn mạch. Nên khi các bạn xem trên những cái app ha, trên những cái app hoặc là trên máy smart tool báo là đoạn mạch, hở mạch, chập mạch, thì các bạn nhớ lưu ý trường hợp này giúp mình nha. Có nghĩa là chúng ta cần phải xác nhận lại. Thứ nhất, mạch sẽ đi từ nguồn 5V đi qua tải về mát gọi là mạch khép kín. Và nếu như dây tín hiệu thì sẽ có một cái chân đưa về dây chip chủ, thì có nghĩa là đó là một mạch khép kín. Thì đoạn mạch bao gồm thứ nhất là mạch nguồn dương, mạch nguồn âm, tải và dây tín hiệu ha. Một số anh em thợ, ví dụ một số anh em thợ đọc lên là lỗi mạch cảm biến ECT, thì các anh em cứ việc là đâm đầu thay cái cảm biến ECT như thế này là không được nha các anh. Chúng ta cần phải xác định lại là nó đoạn mạch ở vị trí nào, chập mạch ở vị trí nào, thì chúng ta mới biết được nó hư ở bộ phận nào mà chúng ta thay mới chính xác. Trong tình trạng này đi, ví dụ các anh đọc lên nào, ví dụ như đoạn mạch vị trí cảm biến MAB ha. Cái các bạn đi mua con, nói khách hàng là con cảm biến MAB này đã hư rồi, các bạn mua con cảm biến MAB khác gắn vào, tiếp tục đọc ra lỗi MAB nữa, thì tới đó có việc xảy ra rồi đó, là các bạn sẽ bị rối rồi đó, sẽ không biết nó bị lỗi do nguyên nhân gì ha. Thì các bạn nhớ bình tĩnh lại giúp mình. Một khi mình nói hạ mạch, đoạn mạch, hạ mạch gì đó, thì các bạn nhớ giúp mình ha. Bắt đầu từ dương đi qua tải về mát, nếu như có dây tín hiệu, tính luôn dây tín hiệu, bốn bộ phận đó kiểm tra kỹ giúp mình ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, đoạn mạch. Đây, đoạn mạch các bạn sẽ để ý nha. Đoạn mạch thì tới đây thì cái con điện trở này mới có tác dụng nè, nó kéo cái mạch này lên 5V nè. Đây các bạn sẽ thấy điện nè chạy đây đưa về chip chủ nè. Nó là tại sao ở đây có một cái con điện trở 5V ha. Đó. Đây. Khi đó cảm biến của chúng ta sẽ kéo nè. Điện trở này kéo lên 5V. Thì đạt được là giá trị nè, 5V nè, 4,7 là coi như gần 5V. Và giá trị MAB maximum của chúng ta là 168K3. Theo bạn, rất là nhanh. Rồi, tiếp theo. Chập dây ha, MAB bị chập dây về mát. Thì chập dây ở đây thì chúng ta sẽ nói đấy, trường hợp dây tín hiệu. Mình sẽ không nói dây VCC các bạn. Dây VCC này mà chập về mát đó là coi như là hư con chết xem này ha. Nếu như chập dây này về mát thì nó cũng vậy thôi. Chập là chập dây tín hiệu này ha các bạn. Các bạn sẽ thấy đây, chập dây tín hiệu về mát, bản chất của nó như thế nào các bạn sẽ tìm hiểu. Đây, bản chất đó là các bạn lấy dây tín hiệu và các bạn đưa về mát, sẽ có nguồn điện chạy thẳng vào chip chủ đưa về giá trị thấp nhất cho các bạn ha. Hồi nãy đoạn mạch là kéo lên giá trị cao nhất, còn bây giờ chúng ta sẽ dập về mát là giá trị thấp nhất, đúng không các bạn? Các bạn sẽ xem tiếp ha. Đây, không volt, lý do là đưa về giá trị thấp nhất là không volt và không cà ba ha các bạn, rất là dễ à. Rồi,
Mình sẽ chốt lại khi các bạn xem trên máy chặn đón lỗi Smartoon 2 ha. Khi các bạn xem trên máy Smartoon 2 thấy chế độ Ranty 34K3 có nghĩa là cảm biến MAB rất tốt đó. Khi mà chạy động cơ có tải lên 98K3 rồi cảm biến hoạt động tốt rất là nhanh ha. Khi mà các bạn thấy nó lên maximum, lên maximum có nghĩa là 168K3 thì điện áp của nó 5V, các bạn nhớ giúp mình đó là kéo lên 5V, vậy là nó đứt mạch, nó đứt mạch nên là nó mới kéo lên được 5V là đoạn mạch. Còn khi mà nó đưa về 0K3 thì các bạn cứ nghĩ cho mình là nó đang dí về mát á, không là mát á, đưa về mát nè, 0V các bạn, rất là nhanh. Chỉ dựa trên máy Smartphone 2, các bạn coi giúp những cái thông số, nguyên thông số này là các bạn chốt được ban ngay lập tức ha. Tí cần coi thỏi những yếu tố này rồi bỏ qua cảm biến, mình sẽ đi xem cảm biến khác ha các bạn. Này, để mình kéo lại cho các bạn xem ha. Đây, phần này là phần khá là quan trọng của bài là cảm biến MAB. Các bạn cứ việc thử lấy máy Smartphone 2, các bạn sẽ kết nối lên xe, các bạn xem thực tế giúp mình luôn đi. Nếu như không hiểu, vẫn không hiểu nữa, gọi trực tiếp cho mình qua số 0964 168 131, mình sẽ giải thích cho các bạn xem ha. Hai các bạn, đây, nhớ hai mẫu chốt, thấp nhất là 34 ha, 34 lên 98 ha các bạn. Đây, Ranty ở MAB chạy 34, có tải cao 98, đoạn mạch 168, chập mạch 0V, như thế này là đã đủ rồi ha các bạn. Rồi, video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn xem video mà có thắc mắc cũng như muốn giải đáp gì thì cứ việc comment giúp mình ha. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau. Các bạn.